Mến chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực hôm nay. Qua giọng kể đầy lôi cuốn và truyền cảm của MC Anh Khôi. Mùa hè năm lớp 9 Một mùa hè với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Buồn vì phải chia tay đám bạn cũ của cấp 2. Hết được học cùng lớp và phải xa nhau. Nhưng xen vào đó cũng chính là cảm xúc háo hức vì sắp được vào cấp 3. Cấp 3 chính là khoảng thời gian vui nhất của đời học sinh đó là nơi lưu giữ thanh xuân, kỷ niệm của cả một cuộc đời. Sắp đến mùa khai giảng, những em học sinh lớp 10 chuẩn bị bước vào cấp 3 đều giáo diết chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới. Sự thay đổi của môi trường học tập mang đến cho các bạn một cảm xúc háo hức, vui mừng và mong chờ hơn bao giờ hết. Năm nay, Phúc Ái cũng lên lớp 10 như các bạn. Từ nhỏ Phúc Ái đã sống cùng cha. Cô không có mẹ, Mẹ của Phúc Ái đã bỏ chồng con để đi theo một người đàn ông giàu có khác. Cha của Phúc Ái là ông Ban. Ông Ban là giáo viên toán của trường cấp 3. Nhà ông Ban tuy không giàu có nhưng vẫn đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Năm xưa, mẹ của Phúc Ái bỏ đi theo người đàn ông giàu có là vì biết được cha chồng mình mắc bệnh nan y. Bà sợ rằng chồng mình vì chạy chữa bệnh cho cha mà sẽ gặp khó khăn kinh tế. Bà không chịu được cuộc sống túng thiếu nên đã ngoại tình mà đi theo một người đàn ông khác mẹ của phúc ái là một người đàn bà tồi bà ta mang một vẻ ngoài đẹp như tiên nữ nhưng tính nết thì trái ngược hoàn toàn năm xưa thời đại học mọi người đồn rằng bà ta đã mang thai phúc ái với một người đàn ông là con nhà giàu học trung trường nhưng gia đình người ta không chấp nhận sau này bà ta về huyện gặp được ông ban rồi quen chưa được mấy tháng thì đã gả cưới cho ông cái thai trong bụng bà ta được sinh ra chỉ sau mấy tháng cưới nhau với ông ban mấy người trong thị trấn đều biết rõ phúc ái không phải là con ruột của ông ban khuôn mặt và đường nét xinh đẹp trên gương mặt phúc ái hoàn toàn không giống ông ban thậm chí chỉ có vài nét giống người mẹ tồi tệ của cô còn lại ngoại hình và gương mặt của phúc ái đều mang một nét rất khác lạ so với người thân của cô và mang một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo người ta cho rằng ngoại hình này chính là thừa hưởng từ người cha ruột không rõ là ai của phúc ái ông ban chưa từng để ý đến những lời bàn tán của người ngoài về con gái mình cho dù trong lòng biết rõ phúc ái không phải là con ruột mình nhưng ông luôn nói với cô rằng cô chính là con gái của ông phúc ái rất thông minh lanh lợi điểm duy nhất cô giống ông ban chính là nét đẹp tri thức và tính nét tốt bụng cùng lối sống tình cảm nhưng mọi người nói rằng có lẽ vì nó được ông ban nuôi từ nhỏ nên mới có những điểm giống như vậy hôm nay trời nắng đẹp mọi người tấp nập ở ngoài chợ để chuẩn bị sắm sửa cho năm học mới phúc ái cùng cha mình đi sắm đồng phục ở ngoài chợ nhìn thấy các bạn của phúc ái đang vui vẻ cùng với mẹ của mình đi mua vải áo dài trong lòng ông ban có chút áy náy với con ái ơi con đi với ba mua quần áo như vậy có thấy ổn không con sao ba đột nhiên lại nói vậy ạ à? ba là đàn ông ba cũng không biết lựa đồ hay vải để con may áo dài rồi giày dép cặp sách các thứ con cũng sắp là thiếu nữ rồi mua đồ cần xanh điệu một chút hay là ba con mình về nhà rồi ba nhờ cô ba dẫn con đi mua nhé dạ không con thích đi với ba cơ ông ban mỉm cười trong lòng ông lúc này cảm thấy vô cùng ấm áp hai cha con dắt nhau đến một cửa hàng giày dép. Vừa thấy phúc ái, người chủ cửa hàng đã luôn miệng khen ngợi. Trời ơi! Con gái nhà ai mà xinh đẹp như tiên thế này? Con đến đây mua giày đi học à? Con vào lựa đi. Nhìn thấy Phúc Ái đi cùng với cha, người chủ cửa hàng vì không biết lý do nên đã lỡ miệng nói. Đi sắm đồ phải đi với mẹ chứ con gái. Mẹ con này có việc hay sao mà lại đi cùng ba thế này? nghe được câu này hai cha con phụng ái chỉ có thể cười ngại ngùng cả hai không nói gì mà chỉ tiếp tục lựa giày để thử người chủ cửa hàng bên cạnh nghe được thì vội đi tới thì thầm vào tai người chủ cửa hàng giày dép bà lại vạ miệng nữa rồi ở cái thị trấn này ai mà chả biết anh ban bị vợ bỏ vợ anh ban trước đây đẹp như hoa hậu vậy đó cũng chính là mẹ của con bé này bà đừng có dại mà hỏi người ta là mẹ hay là vợ ở đâu rồi ôi chết mất sao bà không nói sớm tôi bà nấy đã lỡ miệng rồi bà đó tém tém cái miệng nhiều chuyện lại hai cha con phúc ái đi một vòng quanh chợ cả buổi chiều khi cả hai về nhà phúc ái mặc thử bộ đồng phục lên người thì trông vô cùng xinh đẹp ông ban nhìn thấy dáng vẻ của con gái khi mang đồng phục cấp 3 thì trong lòng có chút tự hào xen lẫn những cảm xúc khó tả của một người cha ngày khai giảng đến Ông ban vì là giáo viên nên phải đến trường từ rất sớm để tham gia lễ khai giảng ở trường. Tuy vậy ông vẫn dành thời gian để chở con gái đến trường của mình. Rồi sau đó, ông mới đến trường mình giảng dạy để tham dự lễ khai giảng. Chúc con gái có một khoảng thời gian cấp 3 rực rỡ nhất nhé. Ba không thể đón con về được, vì sau khai giảng, giáo viên phải ở lại họp. Từ trường của ba giảng dạy mà chạy qua trường con học thì lại hơi xa bà không muốn con phải đợi lâu. Dạ, không sao đâu ạ. À. Lát con sẽ tự về nhà. Ba cứ yên tâm ở lại họp. Ừ, ba đi đây nhé. Con học tốt nha. Dạ. Phúc Ái đặt bước chân đầu tiên vào khuôn viên trường. Cô cảm nhận được một sự phấn khởi đến lạ chảy trong da thịt mình. Sự phấn khởi này xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. kèm theo đó là một chút hồi hộp và lo lắng. Phúc Ái mải mê ngắm nhìn mọi người trong khuôn viên trường. Cô nhìn thấy nét đẹp tri thức của các anh chị khối trên, sự bở ngỡ hiện rõ trên khuôn mặt những bạn cùng lứa. Sự mong đợi và hy vọng trong lòng Phúc Ái về một cấp ba rực rỡ càng hiện rõ hơn. Ở phía trường của ông ban giảng dạy, ông ngồi dự lễ khai giảng với tư cách là một người thầy chủ nhiệm. Trong suốt những năm tháng giảng dạy của mình, ông đã từng nhìn thấy rất nhiều khóa học sinh đi qua nhưng khóa học sinh lớp 10 năm nay lại mang cho ông một cảm giác thân thương, mong muốn trách nhiệm cao hơn trước giờ. Có lẽ vì Phúc Ái, con gái ông cũng đồng trang lứa với khóa học sinh mới này nên ông cảm thấy bản thân có một điều gì đó thân thuộc khó tả hơn bình thường. Phúc Ái đi một vòng quanh khuôn viên trường. Khi tiếng chuông vào lớp reo lên, Cô liền vội vã chạy đến phòng học của lớp mình. Bước vào lớp, Phúc Ái nhìn thấy những gương mặt thanh tú của các bạn thì trong lòng càng thêm mong chờ hơn về năm học này của mình. Bỗng từ cửa lớp xuất hiện một giáo viên nữ. Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B, lớp của Phúc Ái. Hôm nay, cô giáo chủ nhiệm mặc một bộ áo dài màu hồng nhạt, nét mặt rất dịu hiền bước vào lớp. Cô nhìn cả lớp rồi nói: "Các bạn ơi, các bạn ổn định vị trí đi. Cô giáo chủ nhiệm của Phúc Ái yêu cầu cả lớp ổn định trật tự. Sau đó cô bắt đầu làm quen với cả lớp. Chào các em, cô tên là Mai. Cô dạy bộ môn văn và sẽ chủ nhiệm lớp 10B chúng mình trong năm học này nhé. Chúng em chào cô ạ. À. Được rồi. Cô đã nắm danh sách cũng như bảng kết quả năm cấp 2 của lớp mình. Trong lớp mình cô thấy có một bạn kết quả rất cao gần như là tương đương với những bạn ở lớp A và đứng top xếp hạng trong khối chúng ta ở khóa này. Wow! Ai vậy nhỉ? Lớp B mà cũng có người đứng top ngang hàng với lớp A sao? Lê Phúc Ái, em ngồi ở vị trí nào? Em đứng lên cho mọi người biết mặt nha. Phúc Ái đang ngồi ở vị trí cuối lớp thì nghe tên mình. Cô lúc này khá bất ngờ vì không nghĩ rằng người ban nãy cô giáo nói lại là mình. Phúc Ái đứng lên, Toàn thể sự chú ý dồn vào cô. Em là Phúc Ái đúng không? Điểm học bạ cấp 2 của em cực kỳ xuất sắc. Không biết tại sao em lại không vào lớp A nhỉ? Dạ, để thi vào lớp A thì cần phải trải qua thêm một lần thi chuyên riêng nhưng ngày hôm đó em có việc nên không đến thi được ạ. À, tiếc quá nhỉ. Năng lực của em có thể còn hơn một số bạn bên lớp A đấy. Ngày diễn ra bài thi vào lớp chuyên phúc ái cố tình không tham gia thi cô biết rõ vào lớp a thì học phí và rất nhiều khoản phí khác sẽ phát sinh cha cô chỉ là giáo viên nhà không mấy khá giả học phí của lớp a sẽ đắt hơn gấp đôi lớp thường phúc ái không muốn cha cô phải tốn thêm bất kỳ khoản phí nào cho mình nữa đến lúc bầu ban cán sự lớp phúc ái không nhận được bất kỳ phiếu bầu nào điều này làm cô giáo chủ nhiệm khá ngạc nhiên lớp trưởng là một bạn nam khá điển trai cậu bạn này tên long học giỏi nhưng không quá xuất sắc nhưng long rất năng động hoạt bát và nhiệt tình trong các hoạt động của trường lớp trước giờ bầu ban cán sự long đã sung phong tự ứng cử bản thân mình cậu ta rất tự tin giới thiệu với cả lớp chào mọi người mình tên là long mình là một người năng động và hướng ngoại tuy mình học chỉ ở mức giỏi chứ không phải quá xuất sắc như bạn phúc ái ban nãy nhưng mình có thể giúp lớp chúng ta đạt được những kết quả tốt trong các phong trào thi đua của trường cả lớp bên dưới vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng hầu như mọi người đều khá thích sự sôi nổi và phong cách của long đến lớp phó học tập và những chức vụ ban cán sự khác cũng có nhiều người tự đề cử phúc ái vốn trầm tính hướng nội nên cô không tự đề cử bản thân mà chỉ ngồi yên lặng quan sát mọi người. Sau khi bầu ban cán sự xong, cô giáo chủ nhiệm tươi cười nói với cả lớp. Cô thấy lớp mình rất năng động đấy. Phúc ái học rất giỏi nhưng em lại khá chầm so với lớp nhỉ. Sau này cố gắng hòa nhập nha. Cả lớp nghe xong câu này thì đều cười. Điều làm Phúc ái cảm thấy khó chịu. Cô không hiểu sao mọi người lại cười mình chỉ vì một vấn đề như vậy nhưng rồi phúc ái cũng không để tâm lắm cô quyết định chỉ tập trung vào việc học tan học phúc ái đi bộ về nhà giữa đường ghé cửa hàng tiện lợi cô bắt gặp lớp trưởng là long ngồi trên một chiếc ô tô đắt tiền bên trong chiếc xe là một người phụ nữ trông rất quyền lực có vẻ là mẹ của cậu ta nhìn thấy người phụ nữ xoa đầu long rồi cười nói vui vẻ phúc ái cảm thấy có chút chạnh lòng xong cô đi thẳng về nhà mình phúc ái chấn an bản thân rằng cô đã được cha nuôi dạy như thế nào nhớ lại cha đã cực khổ nuôi dạy cô nên người ra sao nhớ tới cha phúc ái quên đi sự chạnh lòng do sự ghen tị nhất thời ban nãy một lúc sau ông ban tan làm về nhà trên đường về ông ban ghé mua hai phần gà nướng và vài lon nước ngọt để ăn mừng việc con gái mình vào cấp ba ba về rồi nè nghe thấy giọng cha mình. Phúc ái từ trong phòng ngủ vội chạy ra ngoài với vẻ mặt mừng rỡ. Ông ban đặt đồ ăn lên bàn, đi tới xoa đầu con gái mình. Ông dùng giọng dịu dàng để hỏi con. Ngày đầu tiên ở trường cấp 3 như thế nào hả con? Học có tốt không? Có vui không? Dạ, vẫn bình thường thưa ba. Mỗi điều, lớp con các bạn năng động lắm. Con cảm thấy mình chưa thể thích nghi với mấy bạn. Không sao, con có quen ai trong lớp không? Dạ, không ạ. À. Mấy bạn cấp 2 của con không ai học trường cấp 3 của con cả, vì trường khá xa nhà các bạn. Ừ, hầu như là học ở trường Lê Lợi, trường ba đang dạy. Hôm nay tiếp nhận khóa học sinh mới, ba thấy rất nhiều khuôn mặt thân quen, có vẻ là các bạn cấp 2 của con. Dạ hầu như các bạn đều học trường lê lợi ba ạ à. có mỗi con vào phan bội châu phan bội châu điểm đầu vào rất cao chứng tỏ con rất giỏi so với các bạn bà rất tự hào về con đấy dạ ba có mua ít đồ ăn để mừng con gái ba thi đỗ vào ngôi trường cấp ba nằm trong tốp đầu của tỉnh ba tắm rửa xong rồi cha con mình cùng ăn nhé thật sao ba mua gì đấy nghe tuyệt thế ạ à? Ba mua ít gà nướng thôi. Ba đi cất đồ rồi tắm rửa đây. Con lấy đồ ăn ra bày trước đi nhé. Dạ vâng. Hôm sau đến trường, Phúc ái tự dặn bản thân nhất định phải hòa nhập. Đối với một người luôn sống khép kín, hòa nhập vào môi trường năng động không phải là chuyện dễ dàng gì đối với cô. Vừa bước vào lớp, lớp trưởng là Long chủ động đến bắt chuyện với cô. Ái, cuối tuần này đoàn trưởng tổ chức họp bí thư lớp yêu cầu mỗi lớp để cử hai thành viên đại diện cậu đi chung với tớ được không tớ tưởng đây là việc của lớp trưởng với lớp phó chứ tớ đâu có nằm trong ban cán sự lớp sao tham dự được không có phó bí thư tri đoàn lớp không nhất thiết là ban cán sự cậu vẫn có thể tham gia được như vậy có ổn không lớp phó sẽ nghĩ gì về việc này lớp phó là phong cậu ta cũng chẳng thích tham gia các hoạt động bên đoàn đâu. Chính cậu ấy chủ động nhờ tớ kiếm giúp một người khác thay thế họp bên đoàn cơ mà. Ờ. Ừ, vậy thì tớ sẽ tham gia họp với cậu. Phúc Ái đồng ý vì cô muốn hòa nhập với mọi người. Buổi họp đoàn trưởng diễn ra. Phúc Ái cùng Long tham dự. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cả. Suốt cả buổi họp, Long chủ động trò chuyện tìm hiểu về Phúc Ái. Thông qua cuộc trò chuyện Phúc Ái phát hiện ra Long rất dễ gần và biết cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy thoải mái. Cô hiểu rõ hơn lý do tại sao cậu ấy lại ứng cử làm lớp trưởng và nhận được gần như tuyệt đối phiếu bầu. Một phần, các bạn trong lớp đều từng học trung cấp 2 với Long. Nhưng đa phần là vì mọi người đều biết năng lực của Long rất phù hợp để làm lớp trưởng. Hơn một tháng trôi qua, Phúc Ái dần trở nên thân thiết với Long hơn. Long thường xuyên rủ cô đi học nhóm chung với hội bạn của cậu. Nhóm bạn của Long gồm ba người. Hai người kia học ở lớp A. Một người tên là Khoa. Cậu ấy rất thông minh và hoạt bát. Người còn lại tính cách khá trầm nhưng cực kỳ giỏi. Cậu ấy tên là Tiến. Có thêm sự tham gia của Phúc Ái. Bây giờ cả nhóm trở thành hội bạn bốn người. Thấm thoát đã hai năm trôi qua. Bây giờ cả bốn người đều chuẩn bị lên lớp 12. Nhóm bốn người đã trải qua vô số kỷ niệm vui buồn với nhau. Mối quan hệ cả bốn cũng vô cùng thân thiết. Mặc dù mỗi người đều mang những tính cách đặc điểm khác nhau, nhưng khi ở cùng nhau thì vô cùng hòa thuận và thấu hiểu cho nhau. Còn một tuần nữa là kỳ nghỉ hè kết thúc. Buổi tối, Tiến tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 17 và mời các bạn đến dự. Tiến khá trầm tính, trước giờ tổ chức sinh nhật cậu không mời ai khác trong trường ngoài nhóm bạn của mình ngoài ra tiệc sinh nhật của cậu cũng chỉ có vài người bạn khác chơi cùng và anh em họ hàng đến dự gia đình của tiến rất giàu có nhưng ít người biết vì cậu sống khá khép kín đến dự tiệc sinh nhật của tiến phúc ái không khỏi choáng ngợp trước không gian lộng lẫy của nhà cậu tuy đã chơi chung hai năm nhưng phúc ái vẫn chưa thể hết bất ngờ với gia thế của nhà tiến khoảng thời gian chơi chung tiến và phúc ái thân nhau hơn hai người còn lại vì cả hai đều chung sở thích tính cách lại có phần khá giống nhau long đến sớm hơn những người khác vừa bước vào nhà của tiến đã thấy cậu ấy đang nói chuyện với những người nấu ăn phục vụ cho buổi tiệc long liền tươi cười đi đến nói chúc mừng sinh nhật cậu cả nhé long cậu mới gọi tớ là cái gì đấy long cười phá lên cậu lấy pháo giấy ra bắn rồi hét lên chúc sinh nhật tiến cậu cả tớ gọi vậy có gì sai sao nghe thấy mà ghê ha ha mà sao chưa thấy khoa với ái đâu nhỉ bữa tiệc còn chưa bắt đầu cậu đến sớm hẳn hai tiếng còn hỏi người ta đâu ủa đến sớm có gì sai đâu không sai nhưng mà cậu ồn ào quá đấy này cái đồ khó ưa không hiểu sao cậu lúc nào cũng cộc cằn như vậy cậu đó với ái nữa cái nết y trang nhau chả có tí hoạt bát nào một lát sau phúc ái và khoa đến khoa mang đến một hộp quà cho tiến bên trong là mẫu giày mới ra cảm ơn cậu nhé khoa sao cậu biết tớ thích mẫu giày này anh em bạn bè với nhau cả phong cách ăn mặc của cậu tớ làm sao không biết được phúc ái mang đến một chiếc túi len cô tự tay đan tặng cho tiến cho dù món quà của phúc ái không đắt tiền nhưng đó là tất cả tấm lòng tâm huyết của cô trong nhóm bốn người chỉ có gia đình của phúc ái là bình thường nhất ba người kia đều là con nhà có điều kiện đặc biệt gia đình của tiến kinh doanh lớn nên ở một cấp bậc khác so với cả ba cho dù vậy khi chơi chung bốn người chưa từng có sự phân biệt nhìn thấy món quà của phúc ái tiến nở nụ cười dịu dàng nhận lấy cậu tự tay làm ra cái túi đeo chéo này chỉ để tặng mình thôi sao tốn nhiều thời gian lắm đấy tớ mất hai tuần để đan len cũng không tốn nhiều thời gian lắm món quà giá trị nhất hôm nay tớ nhận được là đến từ ái rồi đấy cảm ơn cậu nhiều vài người anh họ của tiến đến dự sinh nhật nhìn thấy tiến vui vẻ nhận món quà của phúc ái thì trong lòng nảy sinh nghi ngờ ê thằng tiến em tụi mình đó sao lạ thật nó có bao giờ chơi với con gái đâu nhỉ gì đâu trời con bé kia đẹp như tiên thế kia thằng nào mà chả mê gái ý anh là thằng tiến nó thích con bé kia á cái đấy anh không biết nhưng mà con bé kia chơi chung với hội bạn của nó nghe bảo ba nó là giáo viên hồi trước ông ấy có từng dạy ôn luyện cho học sinh giỏi đi thi quốc gia con bé đó chắc cũng rất giỏi. Ra là con nhà tri thức. Buổi tiệc sinh nhật kết thúc. Phúc ái đi về nhà. Cô nhìn thấy cha mình đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Khi nghe tiếng động của cô, ông vội tắt máy. Hành động của ông khiến Phúc ái thấy lạ lẫm, nhưng cô không quá để tâm. Kỳ nghỉ hè kết thúc. Mọi người quay trở lại trường học. Lớp 12 chia ban. Cả nhóm bốn người long. Ái, tiến. Khoa, lần này đều chung lớp vì cả nhóm đều theo ban tự nhiên. Tuyệt thật, cả đám mình chung lớp luôn nè. Hồi trước, khác lớp nên mỗi lần rủ đi chơi đều phải hẹn trước vài ngày. Bây giờ thì không cần nữa. Ê Long, cậu có định tự đề cử làm lớp trưởng nữa không? Tớ sẽ đề cử cậu Á Phúc Ái. Tha cho tớ đi Long. Ha <laughs> ha làm lớp trường thôi mà nhỏ ái nó sợ xanh mặt thế kia. Cậu cứ ghẹo ái, biết là phúc ái hướng nội rồi còn trêu. Cậu cứ bênh ái đi khoa, tớ đề cử cậu làm lớp phó lao động bây giờ. Muốn chết hả? Hi hi, không sợ, không sợ. Thằng này, cậu được lắm long, lát ra chơi chết với tớ. Mấy cậu ồn ào quá rồi đó, mấy ngày đầu muốn bị cả lớp ghim chú ý hay gì. Cậu đúng là khi nào cũng làm cho người ta mất hết cả vui đó tiến. Cả đám đang nói chuyện thì thầy chủ nhiệm bước vào. Chào cả lớp. Thầy tên là Hiếu. Năm lớp 12 này, thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình. Các em hãy học thật tốt và đạt kết quả tập thể thật cao nhé. Lời thầy vừa dứt, cả lớp vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình. Xong rồi, thầy nói tiếp Lớp chúng ta là lớp có nhiều bạn đứng top đầu nhất trong khối. Vì để công bằng, thầy sẽ để các em tự bỏ phiếu bầu ban cán sự lớp nhé. Vì nếu lấy theo kết quả học tập, nhiều khi sẽ không phù hợp vì nhiều bạn học rất giỏi nhưng lại không năng động với các hoạt động trường lớp. Khoa nghe lời thầy nói xong thì quay sang thì thầm vào tai của Long. Nè, cậu xung phong tiếp đi. Cả khối mình có ai không biết cậu nhiệt tình hay xuất sắc trong mấy hoạt động trường lớp đâu lớp mình hiện tại cũng nhiều bạn như vậy cậu bảo tớ xung phong lỡ các bạn khác chưa kịp xung phong mà thầy chọn tớ như vậy bị ghét thì sao hai người đang nói thì đột nhiên một giọng nữ trong trẻo cất lên thưa thầy em xung phong làm lớp trưởng ạ à. sự chú ý của cả lớp dồn về bạn nữ vừa đứng lên nói cô gái này mang một nét đẹp rất dễ thương trắng trẻo, nhìn vào là kiểu bánh bèo khiến người khác muốn che chở. Chào cả lớp, mình tên là Hà Mi. Năm lớp 10 và lớp 11 mình học ở lớp D, một lớp thành tích khá bình thường, nên có lẽ các bạn ở đây đều không biết mình, vì hầu như lớp mình là các bạn học lớp chuyên và một số bạn là từ lớp thường khác. Nhưng trong hai năm học tập, tớ đã chăm chỉ nỗ lực đạt kết quả tốt, nên bây giờ lên lớp 12. Tớ đã vào được lớp A của ban tự nhiên. Hầu hết các bạn ở lớp D đều vào ban xã hội nên tớ cũng không có quen ai trong lớp mình hiện tại. Nghe đến đây, cả lớp vỗ tay nhiệt tình lớn. Thấy mọi người có vẻ hưởng ứng mình, Mi Mì nói tiếp: Tớ thấy lớp mình khá đông các bạn nam, lớp 40 bạn nhưng chỉ có 12 bạn nữ. Tớ cũng muốn đại diện mấy bạn nữ làm ban cán sự để giúp chút ít gì đó tớ nghe bảo trong lớp có bạn nữ đứng đầu môn toán toàn tỉnh mình tuy tớ không giỏi xuất sắc như bạn ấy nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để lớp mình có kết quả thi đua tốt mấy đứa con trai trong lớp nghe xong thì đồng ý hô tên hà my và đề cử cô làm lớp trưởng thầy giáo thấy vậy thì cũng không nói gì thêm cuối cùng hà my là lớp trưởng khi mọi thứ đã xong xuôi khoa quay sang phía phúc ái thì thầm này con nhỏ đó bảo là có bạn nữ đứng đầu môn toán toàn tỉnh. Ai nghe mà chẳng biết đó là cậu. Sao cứ phải lấy cậu làm nên để mọi người hưởng ứng vậy nhỉ? Mình nghĩ bạn ấy nói vậy là để nêu lên quyết tâm của bản thân thôi. Có gì mà nói mình làm nền. Cậu nghĩ nhiều quá đó khoa. Không biết nữa. Tự nhiên tớ thấy không thích con nhỏ này. Giờ ra chơi. Cả nhóm của Phúc Ái hẹn gặp nhau ở căn tin để ăn quà vặt và nói chuyện. Bỗng Tiến hỏi Long: "Này Long, sao đột nhiên kỳ này cậu lại không làm ban cán sự luôn vậy? Lớp trưởng thì bạn kia làm rồi, cậu vẫn có thể làm lớp phó mà." "Không biết nữa." Tự nhiên tớ thấy không muốn làm ban cán sự nữa, chắc là chơi với Ái nhiều nên tớ trầm tính hơn, không muốn gây chú ý hay ồn ào nữa. Tiến nghe xong thì vỗ vai Long rồi nói: "Thôi, tớ thừa biết là cậu chỉ muốn làm lớp trưởng. Nếu không là lớp trưởng thì những chức vị khác cậu đều không cần đúng không?" "Tiến à, sao cái gì cậu cũng biết hết vậy?" "Không sao, không làm lớp trưởng nữa, cậu sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn đấy. Cậu dành thời gian đó mà học tiếng Anh giúp bọn này đi. Môn nào điểm của cậu cũng cao." chỉ có tiếng Anh là chẳng bao giờ được bảy cả. Coi chừng thi đại học vì thế mà ảnh hưởng đấy. Tớ cần một khóa dạy kèm từ Phúc Ái. Phúc Ái nghe thấy lời này thì vội đáp. Mẹ cậu đã cho cậu đi học ở trung tâm ngoại ngữ mà cậu còn không khá lên được. Tớ đây làm gì có cách nào để giúp cậu chứ? Ở trung tâm ngoại ngữ, người ta dạy khó hiểu chết đi được. Không hiểu sao lên lớp nhờ cậu giảng. Tớ lại thẩm thấu được thật không đấy, hay cậu muốn trốn tránh học thêm với mẹ cậu? không có đâu ái ơi, đi mà, cậu giúp tớ đi mà. Thôi được rồi, để tớ xem như nào đã. Khoa đột nhiên hôm nay hơi kỳ lạ, từ nãy đến giờ cậu ấy cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà không nói gì với mọi người. cả đám quay sang chất vấn Khoa. Khoa, hôm nay làm sao đấy? Nãy giờ cậu cứ nhìn cái điện thoại mà xém thùng cả màn hình luôn rồi kia. Đúng rồi đấy. Bình thường Khoa nói nhiều nhất. Nay im lặng thế. Mấy cậu nhìn nè. Tớ tìm ra được Facebook con nhỏ lớp trưởng Hà Mi ban nãy. Cả đám ngồi thành vòng tròn. Tụm đầu vào chiếc điện thoại của Khoa. Sau đó Khoa dùng giọng thì thầm. Con nhỏ này sống ảo phết. Cái quái gì nó cũng đăng lên mạng. Ăn cũng đăng uống cũng đăng, đi đâu cũng đăng. Khoa vừa dứt lời, Tiến vội nói: cái này hình như là giống đang nói xấu người ta thì phải. Nghe Tiến nói vậy, cả đám liền tách nhau ra, quay người ngồi lại vào ghế như bình thường. Long giả vờ nghiêm giọng nói: này, có nhất thiết phải đi soi trang cá nhân của người ta không Khoa? Trước giờ nhóm mình có làm mấy chuyện này đâu? Làm vậy có hơi? Hầy, tớ không biết mấy cậu sao nhưng mà tớ thấy con nhỏ đó giống như đang chống lại bốn tụi mình ấy cả đám ngơ ngác trước lời của khoa chống lại đúng rồi đó tiến bà nãy khi bầu mấy chức vụ cán sự khác nó cố tình lơ sạch bọn mình rõ là long từng làm lớp trưởng và ai cũng biết nếu nó làm lớp trưởng rồi thì có thể đề nghị long cùng làm lớp phó đằng này nó lại xem như không biết gì về long long suy nghĩ một lúc rồi nói thêm theo khoa cũng đúng nhỉ thêm việc lấy thành tích của ái ra nói nhưng lại không nói đó là ái lúc nãy ngoài trừ tiến ra thì nó có nói chuyện với ai trong nhóm mình đâu lúc phổ biến thông báo trường nó còn không thèm quay sang bàn tụi mình chỉ đưa giấy thông báo cho tiến thậm chí ái ở gần hơn nó còn không đưa phúc ái nghe mọi người nói cô cảm thấy cả nhóm đang làm quá vấn đề lên. cô vốn là kiểu người không thích xăm soi gây chuyện với ai nên khá khó chịu về việc này. thôi mấy cậu ơi, mấy cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. tụi mình mới biết Hà Mi có hôm nay. nếu mấy tuần sau cậu ta còn vậy thì hẳn kết luận. chứ ở đây nhiều người, người ta nghe được nhóm mình nói như thế về Hà Mi thì mệt lắm. tiến nói thêm. bàn nãy cả nhóm mình còn chụm đầu vào nhau để soi trang facebook người ta rồi còn nói người ta sống ảo tự nhiên tớ thấy bọn mình mới xấu tính ấy long nghe xong thì cười phá lên cả nhóm cũng vì vậy mà bật cười theo xong cả nhóm không bận tâm về vụ việc nữa hết giờ ra chơi cả bốn người cùng đi lên lớp học tan học phúc ái về đến nhà lần này cô lại bắt gặp cha mình đang nói chuyện với một ai đó Phúc Ái cố tình đi nhẹ để không tạo ra tiếng động, cô đứng khép một bên nghe lén cha nói chuyện. "Cô nói vậy là sao? Đột nhiên hơn chục năm trôi qua, bây giờ cô bảo là người ta muốn nhận lại. Nhận lại là nhận kiểu gì? Thế còn người đã nuôi nấng nó từ lúc mới sinh ra?" Sau đó, ông bàn trực tiếp đi vào phòng ngủ. Phúc Ái không nghe thêm được gì nữa. Cô không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra cô nhớ lại nét mặt của cha khi nói chuyện rất căng thẳng và buồn bực ái thầm nghĩ nhận lại là nhận cái gì rồi cái gì mà người nuôi từ lúc sinh ra thực chất phúc ái không hề biết chuyện ông ban không phải cha ruột của cô cô vẫn luôn nghĩ mẹ đã mất vì bệnh và cha đã nuôi cô một mình ông ban vì không muốn con gái lớn lên với một suy nghĩ tiêu cực vì hoàn cảnh éo le của bản thân nên đã nói dối con những lời đồn thổi lời ra tiếng và từ mấy người xung quanh chưa một lần đến tai Phúc Ái vì cha cô bảo vệ cô rất kỹ. Đó cũng là lý do mà trường Phúc Ái theo học khá xa nhà. Ông ban làm vậy vì muốn cô tránh tiếp xúc với những đứa trẻ hàng xóm, sợ rằng bọn chúng sẽ nói những điều không hay với cô. Phúc Ái hoàn toàn không có bạn trong mấy khu quanh nhà. Những người bạn cấp 2 cũng chỉ là xả giao. Đến khi lên cấp 3 và gặp được hội của Long thì cô mới có được những người bạn thân thực sự buổi tối giờ ăn cơm phúc ái rất muốn hỏi cha mình về những việc lúc nãy mà cô nghe được nhưng nhìn sắc mặt hôm nay của cha cô không dám gặng hỏi ông ban vẫn tỏ ra bình thường ông quan tâm hỏi phúc ái về những việc trên trường còn có dự định vào đại học nào chưa ái dạ con định theo chuyên ngành thiết kế phần mềm ạ con gái mà học cái đó sao dạ không được sao ba không phải Hầy, ba không biết nữa. Ba thấy con gái học cái đó thì có hơi. Hay là do ba cổ hủ quá? Dạ không ạ. À. à ba ơi. Sao vậy? Phúc Ái ngập ngừng. Cô đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Phúc Ái muốn có một chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc với bạn bè và học tập. Bấy lâu nay cô chỉ dùng chiếc laptop của cha mình để lên mạng nên khá bất tiện. Biết nhà mình không giàu có. Cha vẫn còn phải gánh vác phần nợ do chữa trị bệnh của ông nội năm xưa nên cô không dám đòi hỏi. Nhưng một năm gần đây, khoản nợ năm xưa đã được chi trả hết. Phúc ái mong muốn có thể xin cha một chiếc điện thoại. Không cần quá xịn hay đắt tiền. Dùng tốt là đủ rồi. À dạ, con lên lớp 12 rồi. Nhiều cái cũng cần tới sử dụng điện thoại hay thiết bị riêng ấy ạ. À? Ông bàn nghe xong thì lập tức hiểu được vấn đề ông cũng thấy có lỗi vì bấy lâu nay không cho con có một cuộc sống đủ đầy như các như bạn của mình được đơn giản chỉ là một chiếc điện thoại nhưng con gái ông cũng chưa từng đòi hỏi ông làm cha nhưng lại không biết được nhu cầu của con nghĩ đến đây ông ban cảm thấy bản thân thật tồi tệ ông xót thương cho sự hiểu chuyện của phúc ái ông quay sang nhìn phúc ái rồi mỉm cười trong lòng có chút nghẹn ngào ông xoa đầu con rồi đáp lại cuối tuần ba dẫn con đi mua một chiếc điện thoại nhé phúc ái nghe xong thì trong lòng vô cùng vui mừng dạ con cảm ơn ba được rồi ăn cơm đi con nhìn phúc ái vui vẻ ăn cơm ông ban thấy lòng mình có chút xót xa hôm sau đến trường tâm trạng phúc ái trở nên phấn khởi hơn bình thường long nhận thấy phúc ái có điểm khác lạ nên đã chủ động hỏi cô sao hôm nay trông cậu vui thế có chuyện gì vui à à tớ sắp có điện thoại rồi ủa vậy hả cuối cùng cậu cũng chịu mua điện thoại rồi à ừ mới hôm qua tớ hỏi ý kiến ba và ông ấy đồng ý ngay lập tức tất nhiên là phải đồng ý rồi cậu đi học mà không có điện thoại thì bất tiện lắm học sinh cấp một bây giờ còn có điện thoại kia mà cơ mà tớ chưa xài qua điện thoại bao giờ. Không biết nên mua loại nào hợp túi tiền nhưng vẫn xài tốt. Cậu đang xài loại nào vậy Long? Mẹ tớ mua cho tớ con iPhone 14 Pro Max hồi năm ngoái, lúc nó mới ra. Còn bây giờ thì có bản 15 rồi. Tớ không xài điện thoại nhưng cũng thừa biết là đổ đắt tiền rồi. Tớ chỉ mua con nào ở tầm trung thôi. Vài chục triệu tớ không có khả năng đâu. Ờ, ừ, cậu hỏi Tiến xem, cậu ấy dành công nghệ lắm. Không thì cậu có thể tham khảo khoa. Cậu ấy xài qua nhiều hãng điện thoại lắm rồi. Long và Phúc Ái đang nói chuyện thì Tiến đi tới. Tớ nghe hai cậu nói gì đó về điện thoại thì phải. Ừ, Ái sắp mua điện thoại, nên cậu ấy cần được tư vấn ấy mà. Cậu có thể mua con Samsung A54 ấy Ái. Giá cũng tầm trung, điện thoại chức năng tốt nữa. Khoa đi tới chen vào cậu thích chụp hình không ái. Đẹp gái như cậu, tốt nhất nên sắm một con iPhone để chụp hình cho xinh. Hiện nay iPhone XS Max cũng giảm giá rất nhiều rồi. Tầm giá thấp mà chụp hình đẹp thì chỉ có thể là iPhone XS Max, cơ mà không còn bản mới nữa. Mấy cậu từ từ đã, nãy giờ các cậu làm tớ dối quá, tớ không biết nên mua gì nữa. Tiến nói thêm, mua iPhone sao? Bây giờ ra bản 15 rồi. Nếu xài tầm 10S mắc thì hơi cũ rồi. Thả rằng cố thêm một chút mua bản 13 để còn bản mới. Phúc ái hít thở sâu. Cô cảm thấy choáng ngợp trước những tư vấn của nhóm bạn mình. Ba người đều là con nhà có điều kiện. Nhờ bọn họ tư vấn mua điện thoại thì đúng là chẳng hợp với cô chút nào. Cả nhóm cứ nằng nặc bảo cô mua những con điện thoại đắt tiền khiến ái khá khó xử. Một lúc sau, khi cả ba người đang tranh luận về việc Ái nên mua điện thoại nào, Tiến phát hiện ra sắc mặt khó xử của Ái. Cậu vội nhận ra tình hình rồi nói với mọi người: "Thôi đủ rồi mấy cậu ơi, để Ái tự quyết định nên mua gì đi. Đợi cậu ấy mua xong rồi chúng ta sẽ biết cậu ấy xài gì thôi mà. Mấy cậu làm Ái choáng ngợp hết cả lên rồi kìa." Tiến vừa nói xong thì tiếng chuông vào lớp reo lên. Cả buổi học phúc ái suy nghĩ không biết nên mua điện thoại nào để phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhưng vẫn phục vụ tốt cho nhu cầu của cô mặt khác hà my ban nãy ở một góc nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của nhóm phúc ái trong lòng hà my cười thầm có chút khinh bỉ phúc ái khi biết rằng đến bây giờ cô ấy mới bắt đầu chuẩn bị có điện thoại riêng trước giờ hà my vốn rất ghen tị với phúc ái vì cô chơi chung với hội của long đã vậy thành tích cô lại vô cùng nổi trội vì mẹ của hà my cũng là đồng nghiệp của cha phúc ái nên lúc nào cô cũng bị mẹ mình so sánh với phúc ái nhưng phúc ái hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hà my cuối tuần phúc ái cùng cha mình ra cửa hàng điện thoại đi một vòng quanh cửa hàng phúc ái nhận thấy chiếc điện thoại nào cũng có giá rất cao tầm chục triệu trở lên thì vô cùng áy náy cô không ngờ điện thoại lại đắt như vậy thấy con gái trần trừ Ông ban chủ động lấy một chiếc điện thoại Samsung A73 đời mới, giá điện thoại hơn 10 triệu. Điều này làm Phúc Ái hết sức bất ngờ. Khi thanh toán, Phúc Ái ngập ngừng nói với cha: "Ba ơi, con cảm thấy không thích mẫu này lắm, hay mình đổi cái khác." Ông ban không nói gì cả, trực tiếp thanh toán. Ông thừa biết rõ trong lòng con gái vô cùng yêu thích mẫu mã cùng chức năng của chiếc điện thoại mới này số tiền tiết kiệm chút ít của ông đã được rút ra để mua điện thoại cho Phúc Ái. Phúc Ái lần đầu tiên nhận được một món đồ đắt tiền so với cô thì vô cùng xúc động. Về đến nhà, Phúc Ái cảm động quả lên khóc ôm lấy ông ban. Hai cha con ôm nhau nghẹn ngào nói những lời động viên nhau. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Đồ đắt tiền như vậy, ba cũng chưa xài qua. Vậy mà ba lại mua cho con con cũng sắp lên đại học rồi xài điện thoại tốt một chút mà đồ đắt như vậy ba chắc đã tốn không ít của vì con rồi con không phải lo lắng chút tiền ba tiết kiệm cũng là vì con bà đã sớm nghĩ tới việc con cũng cần phải mua những thứ cần thiết cho nhu cầu cơ bản nên ba đã tiết kiệm được một khoản từ lâu để chuẩn bị cho con vào đại học hôm sau đến trường nhóm của phúc ái nhìn thấy chiếc điện thoại mới của cô thì không ngừng khen ngợi phúc ái trong lòng rất vui cô cảm thấy cực kỳ biết ơn cha mình ông bàn tuy không có nhiều tài sản vật chất nhưng vẫn luôn dành những thứ tốt nhất cho con mình đến kỳ thi thử đại học đầu tiên trong trường phúc ái xuất sắc đạt được kết quả thủ khoa toán với điểm số tuyệt đối tất cả thầy cô bạn bè đều mong chờ rằng trong kỳ thi thật phúc ái sẽ tiếp tục đạt kết quả cao mang lại danh tiếng cho trường trên toàn quốc một hôm hà my đến trường lê lợi nơi mẹ cô giảng dạy trong lúc cô chờ mẹ mình ở ngoài văn phòng thì bắt gặp được ông ban đang trò chuyện cùng một đồng nghiệp trong trường vì thấy tò mò nên hà my đã tiến lại gần rồi đứng mép sang một góc tường để nghe lén cuộc trò chuyện thầy ban tính sao về chuyện của phúc ái nhà người ta bây giờ cứ gọi điện liên tục như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ đến đây để gặp thầy và phúc ái. Lúc này, trong đầu Hà Mi thầm nghĩ, chẳng lẽ nhà phúc ái vay nặng lãi nên bị xã hội đen tới đòi nợ làm loạn ư? Ông ban với vẻ mặt buồn rầu đáp lại lời nói của người kia. Con tôi nuôi từ lúc nó còn trong bụng mẹ. Bây giờ nói muốn đòi lại, là đòi được sao? Như vậy đâu có được pháp luật chắc chắn cũng sẽ bảo vệ quyền lợi cho tôi và phúc ái nhà đó cũng thật là bấy lâu nay họ không tìm tung tích của con gái đột nhiên bây giờ lại đi tìm cũng không trách người ta được là vì mẹ của phúc ái bỏ đi không tung tích năm đó dẫu biết mẹ phúc ái đổ vỏ cho tôi nhưng tôi ngu muội đem lòng yêu người ta nên chấp nhận tất cả đâu biết là chuyện nó còn lớn hơn tôi nghĩ nhiều thật sao mọi chuyện cụ thể như thế nào vậy thầy ban năm đó mẹ của phúc ái mỹ tiên mang thai với con trai nhà người ta nhà người ta giàu có quyền lực không chấp nhận được con dâu không có tiền đổ hay tri thức gì như mỹ tiên nhưng người ta yêu cầu mỹ tiên sinh phúc ái xong thì nhà người ta sẽ nuôi con còn về mẹ nó thì sẽ có phụ cấp thời gian đầu coi như đã có công mang nặng đẻ đau con cháu cho nhà người ta nhà mấy người đó cũng thật là tồi tệ ấy chứ nhà giàu mà có vẻ không có đức lắm không trách được là do mỹ tiên đã dùng đủ cách để theo đuổi con trai nhà người ta mà chứ ba ruột của phúc ái thật chất không hề yêu mẹ của con bé thầy biết rõ vậy mà vẫn chấp nhận đổ vỏ cho cái thai của mỹ tiên ư ừ, thầy có bị ngốc không vậy tôi nói rồi năm đó tôi ngu muội đem lòng thương mỹ tiên cứ ngỡ tiên sẽ thay đổi, quay bờ mà sống đàng hoàng. Ấy thế mà, không được quá hai năm, cô ta lại quay lại với lối sống cũ. Chỉ vì tôi không giàu có, cô ta không đòi hỏi được những thứ mình muốn nên đã theo một ông lão giàu có khác. Đúng là tồi tệ thật. Tội nhất vẫn là phúc ái. Con bé nó không biết gì cả. Đáng thương lắm. Hà Mi đứng ở một bên nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô sốc tới mức toát hết cả mồ hôi trên người. Hà Mi vốn dĩ không thích Phúc Ái, nghe được tin này cảm giác hưng phấn trong người cô ngập tràn một cách kỳ lạ. Về đến nhà, Hà Mi chủ động hỏi thêm mẹ mình về hoàn cảnh của Phúc Ái. Mới đầu cô giả vờ nói những lời ngon ngọt để mẹ không nghi ngờ là mình đang tọc mạch điểm xấu của người ta. "Mẹ ơi, bạn Phúc Ái mẹ hay nhắc đến với con ấy à?" kỳ thi thử vừa rồi bạn ấy đạt điểm tuyệt đối môn toán. Ngưỡng mộ thật. Con cũng biết học hỏi người ta rồi à? Bình thường mẹ có bao giờ nghe con nói vậy về phúc ái bao giờ đâu? Dạ. Trước giờ con cứ nghĩ là phúc ái kiêu ngạo nên mới không thích bạn ấy. Gần đây con biết được là bạn ấy thuộc tuyếp người trầm tính nên mới như vậy. Con cũng nên làm thân với bạn đi. Học hỏi những cái tốt của người ta, bạn ấy đúng kiểu tài sắc vẹn toàn luôn. Nhưng mà à, con thấy ba bạn ấy khá bình thường. Bạn ấy xinh đẹp chắc là giống mẹ. Con không nên nhắc tới mẹ Phúc Ái. Mẹ của Phúc Ái chính là khuyết điểm duy nhất của nhà họ đấy. Tại sao ạ? À? Còn đấy, biết vậy đủ rồi. Lo mà học hành. Mới nãy còn bảo ngưỡng mộ Phúc Ái thì nên mà noi gương bạn ấy đi. Dạ vâng. Trong lòng Hà Mi nghe xong câu này thì vô cùng tức giận. Việc mẹ chưa từng thừa nhận cô, hay hài lòng với năng lực của cô là nguyên nhân lớn nhất hình thành tính cách đố kỵ ganh ghét với người khác. Tối hôm đó, Hà Mi nằm trên giường của mình trằn trọc suy nghĩ về những gì mình nghe được buổi trưa. Cuộc trò chuyện của ông Ban khiến Hà Mi cảm thấy bản thân đã tìm được cách để thoát khỏi hình tượng hoàn hảo của phúc ái mà cô luôn bị so sánh. Hà Mi lấy điện thoại của mình, lên trang cá nhân Facebook của Phúc Ái, tải vài tấm hình của Phúc Ái xuống. Sau đó, cô vào hội chat kín chuyên truyền tin của trường. Hà My gửi những tấm ảnh của Phúc Ái, mở đầu là những câu khen ngợi. Sau đó bắt đầu viết về hoàn cảnh gia đình của Phúc Ái. Mọi người trong nhóm kín đọc được thì cảm thấy đây là một tin nóng hổi và thú vị. Phúc Ái trong trường khá nổi tiếng vì học giỏi và xinh đẹp kèm theo chơi với hội bạn cũng học giỏi không kém tuy nhiên vì nhà cô xa trường nên rất ít ai biết được hoàn cảnh gia đình của phúc ái đã từng có nhiều tin đồn về gia đình cô rằng cô là con nhà giàu con nhà gia giáo nhưng tin nhắn trong hội kín của hà mi viết về phúc ái đã phá vỡ toàn bộ hình tượng trước đây của cô vài hôm sau phúc ái đến trường cô lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn mình lạ đến vậy cô nghe vài tiếng xì xào bàn tán không rõ về bản thân đến lớp nhiều ánh mắt dồn vào phúc ái cô cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn không biết tại sao tan học nhóm của cô chủ động hẹn mọi người ra quán cà phê để trò chuyện vừa ngồi vào quán sắc mặt của long trông khá nặng nề cậu chủ động hỏi phúc ái với giọng trầm ái này cậu vẫn ổn chứ tớ vẫn bình thường mà cậu hỏi vậy mới không ổn đấy tớ nghe nói chuyện nhà cậu bị đem ra bàn tán trong hội kín của trường khoa giật bắn mình khi nghe long nói gì cơ hội kín của trường nghe bảo hội đó chỉ cho bọn máu mặt tham gia thôi những ai bị đem ra bàn tán trong hội thì sớm muộn gì cũng tiến vội ngắt lời thôi đi nhóm đó toàn một lũ xấu tính nhiều chuyện thích lấy điểm yếu người ta ra bàn tán rồi cười cợt cái gì mà máu mặt chứ Phúc Ái nói thêm. Nếu mà nói là máu mặt, thì Tiến chẳng phải cũng sẽ được ở trong nhóm sao? À không, cả ba đứa cậu luôn chứ. Long vội đáp. Nhóm nhiều chuyện thì có, không xứng để tụi này vào. Mà sao cậu biết là chuyện nhà Phúc Ái bị đem ra nói? Bạn nãy tớ đi trong khuôn viên trường, bắt gặp thằng Minh lớp D nó hỏi tớ là hồi trước nếu biết hoàn cảnh nhà phúc ái thì có còn chơi với ái không cơ chứ gì cơ nó nói vậy luôn á à? sao đột nhiên lại bởi vậy tớ mới phải hẹn các cậu ra đây ai đó trong nhóm biết được chuyện phúc ái không có mẹ nên đã đem nó ra bàn tán thậm chí còn thêm chút hư cấu vào phúc ái từ nãy giờ chỉ yên lặng cô nghe long bảo người khác thêm chút hư cấu thì trong lòng cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu Long này, cậu có thể kể cho tớ nghe xem họ đã nói gì về tớ được không? Ái, bọn nó bảo rằng mẹ cậu là gái điếm, chỉ toàn đi theo trai giàu. Tiến vội ngắt lời. Long, cậu không nên nói thế chứ. Phúc Ái kiềm nén cảm xúc, cô nói tiếp, không sao đâu Tiến, để cậu ấy nói đi. Dù sao thì cũng không phải sự thật các cậu đều biết là mẹ tớ mất lúc tớ còn nhỏ nên tớ chỉ có ba thôi mà long thấy vậy thì nói tiếp ờ cơ mà cái người mà nói như vậy về mẹ cậu trong hội kín cậu ta dường như biết rõ lắm cơ cậu ta bịa chuyện mượt tới mức người ta tưởng là thật không đấy thôi kệ đi tớ cũng không quan tâm lắm ngoài việc mọi người hay nhìn tớ theo kiểu soi mói thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm ái à cả nhóm tụm lại động viên phúc ái xong một lát sau mọi người đều tươi cười vui vẻ mà quên đi chuyện bàn nãy cả bốn người đều nghĩ rằng những lời đồn đều là sai sự thật nên đều không để tâm tới phúc ái về đến nhà nhìn thấy cha cô lại một lần nữa nói chuyện điện thoại với ai đó lần này nét mặt của ông căng thẳng hơn rất nhiều cho tôi chút thời gian tôi sẽ nói rõ mọi thứ với phúc ái lúc đó mấy người có thể đến gặp nó. Phúc Ái cảm thấy khó hiểu vì đột nhiên có người muốn tìm gặp mình. Cô liền lên tiếng với cha mình: "Bộ có ai muốn tìm con sao ạ?" À? Ông ban nghe được giọng của Phúc Ái thì có chút giật mình. Ông tỏ vẻ sợ sệt, ngập ngừng khi đáp lại lời con gái mình: "Ái, con ở đó từ bao giờ vậy? Dạ, con cũng mới về thôi ạ." À con nghe ba nói có người tìm con nên ái ba sao vậy sao người ba lại toát mồ hôi đầm đìa thế kia ba không khỏe sao ông ban lấy hết tinh thần của mình ông đáp lại ái này ba có chuyện muốn nói với con con ra ghế ngồi đi dạ vâng trong lòng rất lo sợ và đắn đo nhưng ông ban vẫn quyết định nói cho phúc ái toàn bộ sự việc ông biết rằng mình không thể tiếp tục giấu con được nữa bởi nếu không mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ ái này con bình tĩnh mà nghe hết toàn bộ những điều ba sắp nói sau đây nhé ba nói đi ạ à, con đang lắng nghe đây ạ à? chuyện về mẹ con nghe cha mình nhắc đến mẹ phúc ái bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cô nghĩ trong đầu mình liệu rằng có thể giống tin đồn mà mọi người nói về cô không ông ban hít thở sâu một hơi dài sau đó ông dùng giọng trầm để bắt đầu nói mẹ con thật ra chưa mất là do ba đã nói dối con bấy lâu nay việc cho con đi học ở trường cách xa nhà cũng là vì không muốn con nghe những tin đồn từ mấy người xung quanh thật sao ba vậy mẹ đâu ạ à? có phải người nói chuyện trên điện thoại lúc nãy với ba là mẹ phải không ạ à? là thật nhưng mà người tìm con không phải mẹ mà là cha ruột của con bà nói gì vậy ạ à? không phải ba là ba con sao con từ từ nghe ba nói tiếp thật ra mẹ con năm xưa mang thai con với người khác còn ba ba chỉ là cưới mẹ con sau khi đã có con rồi bà nói dối phúc ái vừa lắc đầu liên tục vừa cố gắng kìm nén nước mắt phủ nhận những gì cô nghe từ ông ban nói ông ban tuy rất đau lòng nhưng vẫn quyết định nói tiếp Năm ấy mẹ con bỏ chúng ta là vì ba không giàu có đủ cho bà ấy một cuộc sống sung túc. Bây giờ, cha ruột của con muốn tìm lại con. Vốn dĩ ông ấy đã muốn nuôi con từ lúc con còn trong bụng mẹ. Nhưng vì mẹ con bỏ đi và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình họ nên con mới phải ở đây. Thật ra. Thôi đủ rồi. Ba đừng nói nữa. Đủ rồi. Phúc ái lau nước mắt. Cô đi thẳng vào phòng mình khóa cửa lại tự nhốt bản thân ở trong ông ban đi tới trước cửa phòng của phúc ái ông đứng một lúc lâu rồi dùng giọng dịu dàng nói với cô ba xin lỗi con phúc ái có phải ba tệ lắm không chờ tới giờ này mới nói cho con biết trước đó ba đã lừa dối con ba biết là con sốc lắm con cũng không cần phải tha thứ cho ba hay tỏ ra mạnh mẽ đâu con cứ dành thời gian để suy nghĩ về chuyện này đi ba xin lỗi xin lỗi con nhiều lắm phúc ái nằm kho người trên giường mặt úp xuống gối cho dù cô cố gắng không khóc nhưng đả kích lớn vẫn khiến nước mắt tuôn xuống không ngừng cả tối phúc ái nằm trên giường suy nghĩ về những lời cha mình nói cô không xuống bếp ăn cơm nhưng ông ban đủ hiểu rõ tâm trạng con gái hiện tại nên cũng không dám đến gọi cô tối muộn ông ban đi đến trước cửa phòng phúc ái để một ít đồ ăn cho con ăn tạm đỡ đói Ông gõ nhẹ cửa rồi nói. Ba có để chút đồ ăn trước cửa phòng. Con đói thì lấy ăn. Không mất sức lại đổ bệnh. Dù gì con cũng phải dáng ăn nhé. Nói rồi ông ban rời đi về phòng mình. Cả đêm hôm đó, ông ban chằn chọc không ngủ được. Ông ban cảm thấy vừa buồn vừa tội lỗi, vừa lo lắng cho con gái phúc ái. Ông rất đau lòng khi nhìn thấy con đau đớn như vậy và ước gì có thể xóa đi nỗi đau khổ của cô sáng hôm sau ông ban thấy thức ăn hôm qua trước cửa phòng phúc ái vẫn còn nguyên đã quá giờ đi học nhưng cô vẫn không bước ra khỏi phòng ông ban hiểu cho tâm trạng con gái nên không nói gì thêm ông chủ động gọi điện cho thầy chủ nhiệm của phúc ái và xin cho con mình được nghỉ học với lý do là bị bệnh nhóm của phúc ái thấy cô không đi học thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ mặt khác cả ba người cảm thấy khá bất an cuối giờ học Hà Mi chủ động đi đến chỗ của ba người rồi dùng giọng điệu nghe rất sượng chân nói. Ủa? Sao hôm nay không thấy nàng thơ của ba cậu đi học nhỉ? Nghe thầy giáo bảo bị bệnh. Không biết là có ổn không ta? Khoa nghe không chịu nổi mà thấy ớn lạnh trong người. Cậu vội đáp. Cậu ấy không được khỏe nên nghỉ ở nhà. Cậu có nhất thiết phải đi tọc mạch kiểu đấy không? Tọc mạch? Ô hay! Tớ đã nói gì đâu nhỉ? Cậu cũng vừa phải thôi chứ, lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ xấu về tớ thôi. Lòng cũng không nhịn được mà nói, nàng thơ của ba tụi tớ, cậu nói theo kiểu mỉa mai đấy là sao? Cậu nghĩ sao thì tùy thôi, chẳng phải cô công chúa nhỏ của ba anh chàng nổi tiếng trường mình là Phúc Ái xinh đẹp giỏi giang kia sao? Cậu nói chuyện nghe mắc ói quá đấy Hà Mi, nghe tưởng khen nhưng thật chất đậm mùi mỉa mai. Ơ hay lòng trong lúc Long và Khoa cái vã với Hà Mi thì Tiến nhận được tin nhắn trả lời của Phúc Ái. Trước giờ vào lớp, vì không thấy Phúc Ái đến trường nên Tiến đã chủ động nhắn hỏi thăm cô. Long, Khoa, mấy cậu còn định ở đây cái lộn đến bao giờ? Tụi mình qua nhà Phúc Ái mua chút đồ ăn thăm cậu ấy đi. Bình thường bị bệnh cậu ấy vẫn đi học mà. Hôm nay bệnh chắc nặng lắm cậu ấy mới nghỉ ở nhà. Nói cũng phải. Ừ, tụi mình đi đi. Hà Mi nghe vậy thì vội chen vào. Tớ đi chung với. Dù gì tớ cũng là lớp trưởng. Đến thăm bạn ấy đại diện lớp chẳng phải sẽ tốt sao? Phúc Ái còn là học sinh ưu tú của trường nữa. Khoa và Long định nói thì Tiến vội đáp. Phúc Ái đang bệnh. Có nhiều người tới sẽ không thoải mái. Tụi tớ chơi thân với nhau. Cậu ấy gặp tụi tớ sẽ thoải mái hơn là những người khác. Cảm ơn lòng tốt của cậu có gì tớ sẽ nói lại cho ái tiến ra khỏi lớp trên khuôn viên sân trường long và khoa không khỏi khen ngợi cách xử lý của tiến ban nãy chà tiến cậu dẹp con nhỏ đáng ghét đó sang một bên lẹ quá trời luôn nhìn nó câm cả họng mà tớ hả dạ ghê mấy cậu thật là đi hơn thua với cậu ta làm gì mà này tụi mình tới nhà phúc ái thăm cậu ấy ư tớ chưa kịp mua gì cả không tớ nói vậy để mấy cậu bớt tranh luận với hà mi thôi thật là mà ái bị bệnh như vậy nếu mai cậu ấy không tới lớp nữa thì tụi mình cũng nên đi thăm ừ bình thường cậu ấy có nghỉ học vì bị bệnh đâu nói rồi ba người ai nấy đều đi về nhà mình riêng tiến cậu nhận được tin nhắn của phúc ái thì vô cùng bất ngờ tớ đang cảm thấy bất ổn tinh thần lắm cậu giúp tớ được không tạm thời đừng nói cho khoa và long tớ sợ hai cậu ấy lo lắng rồi làm ầm lên nữa lát nữa đến quán cà phê gần bờ hồ gặp tớ nha lần đầu tiên tiến nhận được tin nhắn của phúc ái kiểu này cậu rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng nghe theo cô không nói cho ai biết cả tiến về nhà thay quần áo rồi đi đến quán ở bờ hồ vừa nhìn thấy sắc mặt tan tạ của phúc ái tiến đã phần nào dự đoán được điều không tốt vừa xảy ra với cô ái cậu ổn không không thì hai tụi mình đến chỗ khác yên tĩnh hơn đi ừ vậy cũng được tiến dẫn phúc ái đến nhà mình mẹ cậu vừa thấy phúc ái thì vội chào hỏi con yêu ái con đến đây học nhóm ư vào đi vào đi cô làm chút đồ ăn nhẹ cho hai đứa nè dạ con cảm ơn. Mà giọng con sao vậy? Nghe không được khỏe lắm. Tiến vội nói đỡ cho Phúc Ái. Bạn ấy mới hết sốt hôm qua thôi ạ. À. Hôm qua nghỉ học, phải bỏ bài trên lớp nên bạn ấy nhờ con giảng lại. À, ra là vậy. Hai đứa vào phòng học đi. Ái đang bị bệnh nên chắc mẹ sẽ làm vài món ăn nóng hồi một tí. Dạ con cảm ơn mẹ. tụi con vào phòng đây ạ. À ừ đi 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 vào phòng học tiến nhẹ nhàng chủ động hỏi lại phúc ái về chuyện mà cô định nói ban nãy ái này nhà cậu có chuyện gì sao bình thường cậu sẽ không hẹn mỗi tớ ra đâu có việc gì nghiêm trọng lắm đúng không nếu cậu vẫn chưa thể ổn định cảm xúc cậu không cần phải nói ngay với tớ đâu tiến này cậu còn nhớ chuyện mình bị đồn trong trường không có bộ có liên quan tới việc đó ư tin đồn hoàn toàn là thật tin đồn đó là về tớ nhưng tớ lại là người cuối cùng biết sự thật về nó gì cơ ý cậu là phúc ái không kìm nén cảm xúc được thêm nữa nước mắt cô tuôn rơi cô nghẹn ngào nói tiếp tớ không ngờ bấy lâu nay tớ sống trong sự lừa dối lại còn từ một người mà tớ luôn tưởng là cha ruột của mình ấy thế mà đến người ấy cũng không phải cha ruột của tớ. Lại còn có một người là cha ruột thật của tớ. Đòi tìm tớ và mang tớ đi. Tớ không hiểu là có chuyện gì nữa. Tiến lau đi nước mắt của Phúc Ái. Cậu ôm lấy cô rồi vỗ về an ủi. Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Nhưng đả kích này thật sự là quá lớn đối với một đứa trẻ 17 tuổi như chúng ta rồi. Tớ không bắt cậu phải mạnh mẽ. Cậu cứ giải tỏa hết nỗi lòng của mình đi phúc ái khóc nức nở mẹ của tiến ở bên cửa phòng đã nghe thấy toàn bộ sự việc bà nhớ lại hôm trước con trai có nói về vụ tin đồn thực hư của phúc ái ở trường bà chỉ không ngờ tới rằng hôm nay nó lại là sự thật bà đi vào phòng nhẹ nhàng ôm lấy phúc ái cùng con mình bà xoa đầu vỗ về phúc ái dịu dàng mong cho cô có thể cảm thấy khá hơn một lát sau khi đã giải bày hết nỗi lòng của mình phúc ái cảm thấy khá hơn phần nào mẹ của tiến thấy vậy nên bà nói con như vậy là mạnh mẽ hơn bao người rồi đó ái à là cô cô sẽ không chịu được đả kích mà trở nên điên dại mất còn về ba con bây giờ ông ấy sao rồi con không muốn nhắc tới ba nữa cô biết là con rất giận ba mình nhưng thật sự là bất đắc dĩ ông ấy mới phải che giấu mọi chuyện với con ông ấy không muốn con lớn lên trong sự tổn thương nhưng bây giờ, con nhận được tin ngay thời điểm này. Con cảm thấy tổn thương hơn gấp bội lần. Bây giờ, cũng đã gần tối rồi. Con có tính về nhà không? Nếu không, bà con sẽ lo lắng đấy. Con, con không muốn về nhà một chút nào. Con sợ phải gặp ba. Thôi được rồi, con cứ ở nhà cô một hôm đi. Nói rồi mẹ của Tiến đi ra ngoài, lấy điện thoại của mình và gọi điện cho ông Ban anh ban, con bé ái nhà anh bây giờ đang ở chỗ tôi. Có phải cả buổi anh sốt ruột kiếm cháu mà không thấy phải không? Anh đừng lo, con bé vẫn ổn. Hóa ra là ở chỗ chị. Ờ, ừ, bà nãy, tiến nhà tôi đi học về rồi vội đi đâu đó. Xong, tôi thấy nó cùng ái đi về. Mới đầu tôi tưởng hai đứa đi học nhóm. Tôi cũng đã biết chuyện rồi, nên anh cũng không phải lo lắng hay thấy ái náy đâu thật ngại quá. Chuyện nhà tôi. Vậy mà. Không sao cả. Tôi chỉ thấy thương cho con bé. Nó còn nhỏ vậy mà. Hầy già, chỉ trách tôi làm cha mà không làm tròn được trách nhiệm của một người cha. Anh làm thế cũng vì muốn tốt cho con thôi mà. Cảm ơn mẹ cháu tiến nhiều. Cảm phiền chị có thể nói ái nhà tôi chờ một lát để tôi qua đón con bé về được không? Về chuyện này con bé nó vẫn chưa đủ tinh thần để quay trở về đối diện với anh cũng đúng là như thế thật nếu tôi là con bé tôi cũng không biết sẽ phải chấp nhận sự thật như thế nào anh cứ để con bé ở đây tạm tôi sẽ chăm sóc cho cháu dẫu sao tôi là phụ nữ sẽ dễ hiểu được cháu hơn với lại cháu cũng rất thân với tiến nhà tôi như vậy sẽ ổn thôi ạ à. tôi tuy không đành lắm nhưng biết làm sao bây giờ thầy già đành nhờ chị vậy. Khi nào con bé ổn định rồi, phiền chị nói với tôi, tôi qua đón con bé về nhà. Ừ, vậy tôi tắt máy nhé. Tôi đi nấu bữa tối cho cả nhà. Làm phiền chị rồi. Không sao đâu ạ. À. Một lát sau, ba của Tiến về đến nhà. Mẹ của Tiến vội kể lại toàn bộ sự việc cho chồng mình. Cả gia đình Tiến biết được sự việc thì đều cảm thấy rất thương cho Phúc Ái buổi tối trong gia đình tiến mọi người đều đối xử rất dịu dàng với phúc ái trong giờ cơm cả nhà đều chủ động gắp đồ ăn cho cô mong cô có thể thoải mái nhất khi ở đây tối đến mẹ của tiến chuẩn bị một phòng riêng cho phúc ái giúp cô cảm thấy thoải mái nhất có thể con cảm ơn cô nhiều lắm con hơi phiền đúng không ạ à? sao con lại nói vậy con không phiền đâu nhà cô không có con gái từ khi con chơi thân với tiến cô đã xem con như con gái của cô rồi con không có mẹ thì có thể xem cô như là mẹ của con con có đồng ý không phúc ái đi đến ôm lấy mẹ của tiến cô không ngờ trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người đối xử ấm áp với mình cho dù đả kích kia khiến cô tổn thương rất lớn nhưng ái vẫn cảm thấy biết ơn vì mình còn có những người yêu thương ở bên trước khi rời đi mẹ của tiến nói thêm ái này cô biết là con đang rất dối nhưng mà con đừng quá giận ba con nhé con biết không để một người đàn ông chấp nhận nuôi con của người khác thật sự không dễ dàng một chút nào ông ấy đã bỏ qua tất cả sự thi phi bên ngoài để chấp nhận con và mẹ con nếu ông ấy không yêu con chắc chắn ông ấy sẽ không làm được để nuôi dưỡng một đứa trẻ lo cho nó từng ly từng tí nào bìm nào sữa rồi những lúc con ốm đau phải thức đêm thức hôm đối với một người đàn ông thật sự không phải dễ đâu cô chỉ muốn nói như vậy thôi con suy nghĩ kỹ đi nhé đừng giận quá mất khôn con nghỉ ngơi đi nghe những lời này phúc ái chỉ im lặng mẹ tiến biết cô đang khó kiểm soát cảm xúc nên đã để cô được thoải mái một mình rồi rời đi hôm sau phúc ái không đến trường khiến long và khoa thêm lo lắng hơn không biết ái bệnh nặng cỡ nào mà không đến trường hai đứa mình đều đã nhắn tin hỏi thăm rồi nhưng cậu ấy vẫn không trả lời không biết có sao không nữa cả hai đang nói thì thấy tiến đi đến tiến cậu có nhận được tin gì của phúc ái không hai cậu sau giờ học sang nhà tớ đi hả tự nhiên sang nhà cậu sang nhà cậu làm gì vậy hai cậu muốn biết phúc ái bị làm sao không qua nhà tớ đi rồi sẽ rõ phúc ái làm sao thì mắc gì phải qua nhà cậu thế cậu có muốn biết phúc ái bị làm sao không cứ qua đi rồi sẽ rõ hỏi nhiều quá coi chừng tớ đổi ý qua tớ qua mà tuy cảm thấy khó hiểu nhưng sau giờ học long và khoa vẫn đi đến nhà của tiến vừa bước vào nhà của tiến cả hai đều rất bất ngờ khi nhìn thấy phúc ái sắc mặt xanh sao nhợt nhạt của phúc ái còn khiến cả hai bất ngờ hơn nữa long không nhịn được mà chạy đến cầm tay phúc ái rồi sờ chán cô nói cậu bị làm sao vậy trông cứ như sắp chết ấy khoa vỗ vai long rồi mạnh giọng nói cậu mới bị làm sao ấy long chưa gì đã nói người ta như vậy ái ơi cậu không khỏe lắm đúng không hai cậu bình tĩnh đi tớ vẫn ổn mà sao cậu ở chỗ của tiến hay là do nhà cậu xa bệnh viện trung ương tỉnh mình nên đến nhà tiến cho thuận lợi hi hi không phải cậu còn cười mặt cậu xanh sao thế kia cậu có bao giờ nghỉ học vì bị bệnh đâu trừ khi bệnh rất nặng tiến kéo long và khoa sang một bên kể toàn bộ sự việc cho hai người nghe xong cả hai cực kỳ sốc khoa vội đi đến chỗ của phúc ái long cũng vậy mà đi đến hai người ôm lấy phúc ái rồi khóc nức nở vì thấy thương cho cô phúc ái sớm biết long và khoa sống vô cùng tình cảm bọn họ lại hay làm quá lên nên mới không kể trước cho hai người nhìn thấy hai người bạn của mình đang nghẹn ngào phúc ái không nở đẩy cả hai ra khỏi người cho dù cảm thấy khá ngột ngạt sao cậu lại mạnh mẽ như vậy hả con nhỏ này sao cậu dám chịu đựng một mình mà không nói cho bọn tớ Tại sao chỉ có Tiến được biết vậy? Cậu không coi hai đứa tớ là bạn phải không? Không phải. Tớ sợ hai cậu lo lắng mà không đi học được. Hai cậu xem đi. Tớ còn chưa khóc mà hai cậu đã làm ầm ỉ cả lên rồi. Tụi tớ lo cho cậu mà. Sau khi mọi người đều đã biết chuyện của Phúc Ái đều cảm thấy đồng cảm cho cô. Buổi chiều hôm đó, Phúc Ái ngồi ngắm hoàng hôn trong đầu cô cứ mãi suy nghĩ về những lời mà mẹ của tiến đã nói với mình thật sự cô cũng chưa từng nghĩ về những điều đó mẹ tiến nói rất đúng cha cô đã phải hy sinh một đời khi chấp nhận nuôi cô như con gái ruột ông chấp nhận hy sinh mọi thứ thậm chí suốt bao năm qua ông vẫn luôn yêu thương phúc ái sự hy sinh này của ông là vô cùng cao cả không phải ai cũng có thể làm được phúc ái cảm thấy hối hận vì bản thân đã nổi giận với cha mình hành động nóng vội của cô đã làm tổn thương ông ban rất nhiều phúc ái nghĩ rằng mình quá ích kỷ không nghĩ đến cảm xúc của cha cô tự trách mình là một đứa trẻ hư phúc ái đi đến chỗ mẹ của tiến và nói cô ơi con nghĩ là mình nên về rồi ạ cảm ơn cô hai ngày nay ạ không có gì cả con thật sự đã ổn rồi sao nếu con sợ làm phiền cô nên mới về thì không cần đâu cứ ở đây cho tới khi nào thấy ổn thì thôi con không sao thật ạ à? con ổn mà con nói thật không dạ cô có thể giúp con là con cứ nói đi cô có thể đưa con về không ạ à? ba con đi làm về đã trễ rồi chạy lên thành phố của tỉnh để đón con về nữa thì không hay lắm tất nhiên rồi con yêu nhà con chỉ nằm ngay ven thành phố cũng không quá xa nhưng để đi đón muộn như này thì đúng là không hay thật để cô kêu tài xế chuẩn bị xe cho con về dạ con cảm ơn cô nhiều mẹ của tiến xoa đầu phúc ái rồi mỉm cười xong cô gọi cho tài xế riêng của nhà mình chuẩn bị xe đưa phúc ái về nhà tiến vì lo cho phúc ái nên cậu xin phép mẹ được đi chung xe đưa phúc ái đến tận nhà rồi quay lại mẹ của tiến đồng ý sau đó phúc ái đi về nhà của mình trước cửa nhà phúc ái trần trừ không dám bước vào ông ban từ bên trong vô tình nhìn thấy phúc ái ông mừng rỡ chạy ra mở cửa ôm con gái vào lòng sao con không điện cho ba để ba đến đón con về là con tự về sao dạ không tài xế riêng của gia đình tiến đã chở con về ạ à. vậy ư tốt quá rồi con ăn gì chưa ba có nấu mấy món con thích vào ăn cơm trước đã con trong bữa cơm ông ban và phúc ái không nói lời nào nhắc đến chuyện kia cả ái này ăn xong thì tắm rửa nghỉ ngơi đi nha con mai không muốn đi học thì chưa cần đi đâu con cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại đi dạ vâng trước giờ đi ngủ phúc ái không nén được sự khó chịu trong lòng nên cô đi tới gõ cửa phòng cha mình ba ơi con có chuyện muốn nói ba ra ngoài phòng khách rồi hai cha con mình nói chuyện một lúc được không ạ được con mới đầu phúc ái còn chưa dám mở lời nhưng rồi cô quyết định nói hết những suy nghĩ trong lòng mình con xin lỗi vì đã bỏ nhà đi hai hôm nay mà không xin phép ạ à. không sao đâu con con đến nhà bạn ở lại chơi thôi mà ba cũng biết là không phải mà không khí trong nhà có chút ngại ngùng khi ái nói câu này xong để phá tan đi bầu không khí phúc ái nói tiếp chuyện mẹ con thì đã vậy rồi nhưng mà người đàn ông là cha ruột của con ba có thể nói thêm được không ạ ba sợ con không muốn nghe nên dạ không sao bây giờ con có thể lắng nghe toàn bộ câu chuyện rồi ạ cha ruột của con dự định là sẽ đến gặp con vào tháng sau tại sao ạ ông ấy muốn đem con đi sao ba cũng không rõ. Con không muốn đi đâu, con chỉ có ba là ba con thôi, không cần ai nữa hết á. À? Nghe được những lời này của Phúc Ái, trong lòng ông ban như đang có dông bão vậy. Trong lòng ông thật sự rối bời và ích kỷ. Ông sợ Phúc Ái sẽ rời xa ông. Ông muốn giữ cô bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ cho cô, nhưng nếu cô về với cha ruột của mình thì có lẽ cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Những suy nghĩ này cứ xâm chiếm lấy tâm trí của ông khiến cho tâm trạng của ông càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng rồi, tình yêu thương mà ông dành cho phúc ái, mong muốn cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Ông quyết định chỉ cần con gái ông hạnh phúc ông cũng hạnh phúc và sẽ không có mong muốn nào hơn. Nhìn vào đôi mắt long lanh của con mình, ông đáp lại. Bà cũng chỉ có mỗi con là con gái thôi. Hai cha con ôm nhau vào lòng. Lúc này, tâm sự cùng nổi lòng của cả hai mới được chút đi hết mà trở nên nhẹ nhõm sáng hôm sau phúc ái quyết định trở lại trường học cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kết quả học tập còn vài tháng nữa là kỳ thi đại học sẽ diễn ra phúc ái muốn bản thân đạt được kết quả thật tốt khiến cho ông ban tự hào cuối cùng thì ngày đó cũng đến cha ruột của phúc ái cuối cùng đến để tìm gặp cô trước ngày ông đến phúc ái vô cùng lo lắng và hồi hộp một người cô chưa từng biết mặt lại có quan hệ máu mù với mình người đàn ông là cha ruột của phúc ái đi đến nhà của ông ban ông lái một chiếc ô tô đắt tiền mang theo vài món quà đi cùng là một cậu con trai nhỏ hơn phúc ái chừng vài tuổi phúc ái lúc này thật sự rất bối rối cô lo lắng và có cảm giác bị phản bội cô không chắc chắn về người lạ tự xưng là cha ruột của mình và ý nghĩ về việc ông bước vào cuộc đời cô đã làm dấy lên một cơn lốc cảm xúc vừa nhìn thấy người đàn ông cảm xúc trong người ông ban đầu tiên đó chính là thất vọng và buồn rầu cảm xúc khó hiểu này là vì ông nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông mang nét y hệt phúc ái đưa con gái mà ông đã nuôi từ nhỏ chỉ nhìn từ vẻ ngoài thôi đã không thể phủ nhận hai người là cha con ruột cậu con trai đi cùng với ông ấy dường như là con trai của ông nhưng kỳ lạ là chỉ có hai cha con đến không thấy người mẹ ông ban nghĩ rằng có thể do người mẹ không thích việc chồng mình nhận lại một đứa con riêng nên đã không đến điều này càng làm ông lo lắng hơn về việc nếu phúc ái thật sự phải đến căn nhà của cha ruột để sinh sống người đàn ông mang vài món quà đến ông đưa tặng cho phúc ái nhìn thấy phúc ái xinh đẹp giống y chang mình ông không thể ngừng mỉm cười chào con cho dù đây là lần đầu mình gặp nhau nhưng thật sự ta đã thấy ở con một điều gì đó rất đặc biệt đặc biệt bởi có lẽ con là con của ba chăng dạ chào chú ạ con xin lỗi nhưng mà để gọi chú là ba thì có hơi hà không sao con thẳng thắn thật đấy cái tính này chắc là do y hệt ba luôn rồi đúng là máu mù với nhau dù có cách xa thì vẫn không thể thay đổi những đặc tính giống nhau chú ơi con thật sự phải theo chú về nhà chú sao thế con ba con ở đây con gái con thật sự không thích về nhà với ba đến thế sao nhà của ba ở thành phố lớn rộng gấp nhiều lần nhà cũ của con đấy ở đấy con muốn gì ba cũng sẽ mua cho con cuộc sống đầy đủ hơn nhiều con biết điều đó nhưng mà ba của con ông ấy đã nuôi con từ khi con sinh ra. Con làm vậy thì chẳng phải là bất hiếu sao? Người đàn ông tên Hùng là cha ruột của Phúc Ái. Ông hoàn toàn xứng sở trước câu nói này của Phúc Ái. Cậu con trai đi cùng ông, tên là Minh. Cậu đi đến tặng con gấu bông của mình cho Phúc Ái. Chị ơi, bà bảo là em sắp có chị gái. Em không ngờ chị trông xinh đẹp vậy luôn á. Chị biết không, mấy tháng trước ba bảo là tìm thấy chị gái thất lạc của em mà em vui không ngủ được mấy tuần luôn cuối cùng cũng được gặp chị chào em chị cảm ơn con gấu bông của em nhé chị sẽ giữ nó thật cẩn thận vậy khi nào chị phúc ái mới về nhà mình sống vậy ba con đợi sắp hết nổi rồi con muốn được đi công viên giải trí đạp xe rồi con muốn làm nhiều thứ với chị lắm mọi người đều cảm thấy rất khó xử trước câu nói ngây thơ của cậu con trai 12 tuổi này. Nhìn khuôn mặt của ba người phúc ái, ông Hùng và Minh đều mang nét rất giống nhau. Ba người đứng chung khung hình thì ai nấy đều sẽ chắc chắn rằng họ là gia đình. Phúc Ái nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình mà trong lòng cảm thấy rất khó xử. Đôi mắt long lanh cùng ánh nhìn mong đợi của cậu khiến cô không nỡ từ chối phú phẳng trước mặt cậu. Một lát sau, ông hùng vào trong phòng nói chuyện riêng với ông ban còn phúc ái ở bên ngoài làm quen và chơi cùng với minh anh ban này tôi thấy thái độ của phúc ái rồi tôi cũng không muốn ép con bé nhưng anh nghĩ xem con bé sắp lên đại học cho nó sống dưới điều kiện đầy đủ thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao tôi cũng biết điều đấy nhưng con tôi nuôi từ nhỏ đâu phải muốn cho người ta là cho đâu cho dù anh có là cha ruột của con bé đi nữa Chuyện này khó thật. Nhưng tạm thời, tôi sẽ chu cấp hàng tháng cho phúc ái. Khi nào con bé lên đại học, tôi sẽ lo toàn diện học phí và chu cấp sinh hoạt. Dù sao lên đại học, con bé cũng phải đến thành phố lớn. Đâu thể ở cùng với ông. Ở bên ngoài, mình hỏi Phúc Ái rất nhiều thứ và yêu cầu cô có thể dẫn mình đi chơi cùng. Cậu thật sự rất mong chờ có một người chị, để mình không quá mong chờ. Phúc Ái nói khéo rằng, Em và ba có thể thích chị, nhưng còn mẹ em thì sao? Lỡ mẹ em ghét chị. À không, mẹ em chắc chắn ghét chị. Em không có mẹ ạ. Mẹ em mất hồi em 5 tuổi do bị tai nạn. Phúc Ái sững sờ trước câu trả lời của Minh. Thấy Phúc Ái ngạc nhiên. Minh nói tiếp. Vì không có mẹ nên em hay bị các bạn trêu chọc. Nghe ba nói em còn có chị gái nhưng lại bị thất lạc em đã rất mong được tìm chị sớm nhất có thể ít ra như vậy các bạn không còn trêu em nữa các bạn ấy thật là quá đáng việc người khác không có mẹ mà cũng dám đem ra trêu chị cũng không có mẹ nên chị cũng rất đồng cảm với em nhưng chị cũng không có chị gái vậy là chị còn đáng thương hơn em nữa nhưng mà chị có em trai dễ thương thế này cơ mà chỉ thấy em dễ thương thật sao? ờ, em đáng yêu lắm. hi hi. tuy mới gặp gỡ nhưng hai chị em của phúc ái lại rất thân thiết. sau khi người lớn bàn bạc xong mọi chuyện, ai nấy đều trở về nhà. trước khi về, mình chạy đến ôm phúc ái và hy vọng cô có thể đến sống chung với mình sớm hơn. phúc ái không nỡ nói gì với mình vì sợ cậu sẽ tổn thương. khi cô vừa bước vào nhà. Ông bà nói chuyện lần nữa với Phúc Ái. "Con này lên đại học, con chuyển sang sống với cha ruột con đi." Bà thấy đây cũng là giải pháp tốt cho cả hai. "Bà nói gì vậy ạ? À? Là ba đang chủ động đuổi con đấy sao?" "Không phải. Dù sao con lên đại học cũng phải đến thành phố lớn. Sau đấy cũng phải đi làm ở đấy luôn, vì con sẽ không thể tìm được công việc ở chốn thôn quê này. Ngành thiết kế phần mềm con muốn theo học cơ hội nghề nghiệp ở quê làm gì có dạ vâng vậy là lên đại học con sẽ đến nhà chú ấy sống sao ừ nhưng con vẫn có thể về đây vào những dịp được nghỉ mà chắc chắn là con sẽ về rồi đây mới là nhà thật của con còn nơi đó con sẽ xem như mình đang ở trọ tạm ha sao lại coi là ở trọ được con có biết nhà ông hùng là biệt thự rất khang trang ở thảo điền sài gòn không còn mặc kệ. Kỳ thi đại học đến, Phúc Ái đạt được kết quả thủ khoa khối A một bao gồm tổ hợp môn toán lý Anh toàn quốc. Khuôn mặt của Phúc Ái trở thành đại diện cho trường và được lên báo toàn quốc. Tất cả mọi người đều ăn mừng và tự hào cho kết quả này của cô. Ngày biết kết quả, ông Hùng cùng Minh đến chúc mừng và mang rất nhiều món quà lớn dành tặng cho Phúc Ái. Khi mọi người làm tiệc chia tay lớp 12, tình cờ phát hiện được rằng người lan tin đồn về gia đình phúc ái hồi trước là hà mi tất cả đều quay sang chỉ trích cô hà mi không những không biết lỗi à còn quay sang trách mọi người chẳng phải tớ chỉ nói sự thật sao nếu không thì hình tượng phúc ái hoàn hảo trong mắt mọi người chỉ là giả phúc ái không mấy để tâm đến nữa cô cho qua mọi chuyện trong sự thầm lặng ngày nhập học ông hùng đến đón phúc ái để đi đến thành phố lớn ông ban phải chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới nên không đi đến thành phố cùng cô được trước khi rời đi phúc ái nhìn căn nhà mình đã gắn bó suốt bấy lâu nay trong lòng cô không chỉ là cảm giác phải rời xa nhà để đi học đại học mà còn là cảm giác như sắp phải tạm biệt nơi mình từng sinh ra sự gắn bó bấy lâu này sắp phải tách rời vì cô chuyển đến ở với một gia đình mới cho dù là cô đến sống với gia đình ông hùng như một vị khách nhưng trong lòng vẫn cảm thấy day dứt với ông ban trước khi lên xe phúc ái ôm lấy cha mình khóc nức nở cô nhìn lại và nhớ tất cả những kỷ niệm vui buồn đã trải qua ở đây trong lòng tuy không nỡ chút nào nhưng vẫn phải rời đi trên xe phúc ái quyết tâm nhất định bản thân sẽ học thật tốt và trở nên thành công khi đó cô sẽ quay trở lại căn nhà của cha mình là ông ban và thực hiện chọn nghĩa đạo làm con bây giờ phúc ái có hai người cha cả hai đều yêu thương cô hết mực cho dù là chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn được gặp cô nhưng ông vẫn dành tình cảm sâu đậm cho cô phúc ái thầm nghĩ thật may mắn khi bản thân là bình rượu mơ của cha may mắn hơn khi cô là bình rượu mơ của tận hai người cha nhiều năm sau phúc ái tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc tình bạn giữa cô và long với khoa vẫn thân thiết trong sáng như những ngày còn là học sinh cả ba người bây giờ coi nhau như là anh em trong nhà vậy luôn đồng hành và ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh suốt khoảng thời gian đại học cả ba luôn giữ liên lạc và hẹn gặp nhau thường xuyên riêng tiến vì cậu đi du học nên ít gặp các bạn của mình thường xuyên vào các dịp lễ kỳ nghỉ cậu đều trở về việt nam trong những lần đó ngoài cuộc hẹn gặp chung với những bạn cùng nhóm tiến và ái có những cuộc hẹn riêng của hai người tình cảm của phúc ái và tiến dần trở nên sâu hơn cả hai tiến đến mối quan hệ yêu đương bởi sự đồng điệu tâm hồn và tình cảm chân thật mà đối phương dành cho nhiều năm sau khi cả bốn người đều đã có sự nghiệp ổn định ai nấy đều đang có một cuộc sống hạnh phúc đong đầy của chính mình khi tiến tiếp nhận quản lý công ty của gia đình được một thời gian anh đã cầu hôn phúc ái trước sự chứng kiến của mọi người đám đông gieo hò vui mừng chúc mừng cho hạnh phúc của hai người một thời gian sau hai người dắt tay nhau vào lễ đường ngày diễn ra lễ cưới khách mời đều rất ngạc nhiên khi trên sân khấu phía đại diện nhà gái lại là hai người đàn ông phúc ái là cô dâu xinh đẹp nhất và tràn ngập tình yêu thương nhất trong hôn lễ không khí buổi lễ tràn ngập hạnh phúc và tình yêu lễ đường được trang trí lộng lẫy với những bó hoa tươi thắm và ánh đèn lung linh các khách mời đến từ khắp nơi bày tỏ sự chúc phúc và ủng hộ cho cặp đôi trẻ hai người cha của cô chúc phúc cho hôn lễ và cùng đưa tay phúc ái trao đến cho tiến tiến cũng nhận ra rằng mình nhất định phải yêu thương và chăm sóc cho người con gái đặc biệt này hết mức có thể anh cũng nhận thấy trách nhiệm của bản thân khi có đến hai người cha vợ khi tiến đeo lên tay phúc ái chiếc nhẫn cưới ánh mắt của cô rực rỡ trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả được cô cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong sự ấm áp và tình yêu của tiến bên cạnh tiến phúc ái cảm thấy an tâm và bình yên cô nhìn phía bên dưới sân khấu là sự cố vũ nhiệt tình từ bạn bè và người thân đặc biệt nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc đầy tự hào của hai người cha của mình cùng với vẻ tươi cười vỗ tay đầy nhiệt tình của khoa và long phúc ái cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và biết ơn về sự ủng hộ và tình yêu từ mọi người xung quanh cuối hôn lễ phúc ái ôm lấy hai người cha của mình cô cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết cuộc đời tuy đã không cho cô một người mẹ tử tế nhưng lại ban cho cô hai người cha tuyệt vời và yêu thương mình hơn tất cả mọi điều quý vị thân mến hãy để lại bình luận bên dưới cho khôi biết cảm xúc của quý vị qua câu chuyện hôm nay như thế nào nhé quý vị hãy cho khôi một like video điều này sẽ giúp youtube nhận biết được nội dung trên kênh hữu ích ý nghĩa mang lại giá trị nhân văn cho mọi người cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ